Bảo Lê và Trâm Đan xin kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Bảo Lê và Trâm Đan rất hân hạnh được chào đón quý vị trong chương trình Tôi Cũng Làm Được hôm nay. Tôi cũng làm được. Tôi cũng làm được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong những cái episode vừa rồi Tôi Cũng Làm Được, và chúng tôi rất là vui mừng khi mà có những quý vị khán giả gọi vào nói thích cái chương trình này. Thay mặt cho ban biên tập, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đóng góp những cái ý kiến rất là hay. Trong chương trình Tôi Cũng Làm Được hôm nay, Bảo Lê xin giới thiệu và chia sẻ với quý vị cách làm răng cho trắng. Wow! Vậy là từ hôm nay là chị sẽ bắt đầu ha, có được cái học hàm này về răng là trắng. Răng rắn phải không em? Yes, okay. Kính thưa quý vị, ông bà ta thường nói cái răng cái tóc là gốc con người. Thì cái răng lúc nào nó có hiển hiệu trong cái đời sống của chúng ta, mỗi lúc mỗi nơi, lúc chúng ta nói, lúc chúng ta cười, lúc chúng ta ca hát, lúc nào cũng nó hiển hiệu. Thì khi mà mình có một cái bộ răng trắng và mình cười thật là tươi thì lúc đó mình rất là tự tin, và đó là niềm hãnh diện cho chúng ta đối với những người xung quanh. Mà muốn giữ được cái hàm răng trắng đó thì chúng ta phải biết cách để mà làm. Thì trong chương trình này chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những cái sưu tầm của chúng tôi tìm được để mà đưa đến quý vị có thể thực hành ngay trong ngày hôm nay. Thì để mà giúp chia sẻ quý khán giả về cái vấn đề mà để làm sao làm răng cho nó trắng, thì chúng ta cũng nên biết rằng tại sao nó bị vàng úa, phải không? Dạ, nguyên nhân từ đâu mà nó bị vàng úa. Thì từ đó, tại vì mình cũng đâu có muốn tẩy trắng hoài, mình cũng muốn biết cái nguyên nhân để mình nó tránh nó xa đi. Thì theo Trâm Đan và Bảo Lê sưu tầm á, từ ban biên tập sưu tầm á, thì lại cho biết rằng những cái răng nó úa vàng là tại vì mình uống cà phê, hút thuốc, hay là uống những cái chất mà nó có cái chất nước, những cái chứa nước giải khát mà nó có cái chất đậm màu đó. Thì á, theo mà Trâm Đan thấy á, nếu mà mình uống mấy cái nước mà nó có chất màu mà đậm á, thì mình nên dùng cái ống hút, phải không em? Yes. Đôi khi mình hưởng được cái hàm răng trắng đẹp và đều hay không là cũng do di truyền từ bố mẹ chị. Đúng. Không phải ai cũng lucky được có những cái chuyện đó. Cái tuổi tác rồi em. Tuổi tác, thời gian nó qua thì càng ngày mình càng lớn tuổi thì nó cũng sẽ thi cái màu răng của mình sẽ trở màu, nó xỉn đi, nó không còn trắng và đẹp giống như lúc mà hồi thời trẻ. Đúng. Nữa. Và đôi khi phụ nữ xài son môi. Xài son môi nó cũng sẽ bị stain cái răng của mình. Nếu mà có những cái loại son môi mà nó đậm thôi, nó quá. Đậm. Mà nếu mà nó dính với răng dính á, với thì răng mới, thì nó mới bị stain. Cho nếu mà nó không có dính răng thì nó không có bị. Đúng. Mà theo chị thấy đó, cái răng nó rất là quan trọng. Tại vì thời nay đó, nhất là mấy thầy tựa Hollywood đó em, they spend a lot of money để mà làm cho cái hàm răng trắng. Chị rất là muốn răng của chị nó trắng bóc như răng em vậy đó. Mà một cái là răng chị is so sensitive. Có một lần chị đi tới để mà làm cho răng trắng á, thì vừa nằm lên bàn một cái nha sĩ thường mới bỏ cái thuốc vô là cái răng chị nó ê mà nó đau, chị chịu không có nổi, là chị phải get out the table right away chứ không có dám nằm đó nữa. Cho nên chị rất là feel buồn lắm, tại mình không có làm được á, cho nên mình phải chị phải cố gắng giữ cái hàm răng của chị không có đến nỗi bị vàng úa. Nói tới đi dentist để mình làm nha khoa thẩm mỹ thì mình có rất là nhiều kiểu làm, giống như là mình bleaching, mình veneer, hay là mình làm luminance, hay là mình dùng lasers. Thì những cái phương tiện đó không phải ai cũng có đầy đủ những cái tài chánh để mà handle những cái vấn đề về thẩm mỹ. Nhưng mà mình cũng có những cái hay trong dân gian hay là trong nhà bếp mình có thể sử dụng liền trước khi mà mình để cho cái tình trạng mà răng của mình một ngày nó một xấu đi. Thì sau đây chúng tôi, Bảo Lê và Trâm Đan, sưu tầm được một số những cái hay quý vị có thể làm ngay từ bây giờ. Nhưng mà nếu quý vị có mỗi buổi sáng 10 giờ mà quý vị đón xem cái chương trình Tôi Cũng Làm Được của Bảo Lê và Trâm Đan thực hiện á, thì quý vị nên có một cái tờ giấy và một cái viết để hoặc viết là một cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay để tại, sẵn đó. Yes, tại để... vì thông tin của mình đưa ra rất là nhiều. Quý vị coi đây cũng là một cái kiến thức thường thức
hàng ngày trong cuộc sống quý vị có thể áp dụng khi mà mình có những cái vấn đề xảy ra cho sức khỏe, cho trong gia đình, cho bạn bè, cho người thân, trong ngoài xã hội, để mình áp dụng được, mình chỉ luôn cho cả bạn bè. Thì chị sau khi mà chị searching, chị sưu tầm thì chị thấy làm những cái vấn đề gì cho quý vị có thể áp dụng cho tẩy răng trắng? Em biết không, những cái mà mình sẽ chia sẻ với quý khán thính giả đó là toàn nó nằm ở trong nhà bếp không à em. Cho nên khi mà chị đọc cái bài đó, chị thấy tức cười, hồi nào tới giờ mình những cái vật này á, những cái này có thể làm cho răng mình trắng được, tại sao mình không có biết. Yes. Đó thì ngày hôm nay á, cái đầu tiên á là gọi là cái muối với cái nước á, nó rất là tốt lắm em. Yes, kính thưa quý vị, thì trong muối nitrate carbonate và nước đó thì nó có khả năng là nó tẩy ố những cái vết vàng vàng ở trong cái răng của mình, và cái muối đó nó cũng rất là tốt, là nó làm săn chắc cái thớ thịt, cái níu của mình, làm cho cái răng của mình nó chắc hơn, nó không có bị lung lay, nhất là những người mà bị về níu đó, hay chảy máu hay là gì, hay bị ấy, thì mình ngậm nước muối thì nó cũng tốt. Và cách thứ hai mà Bảo Lê cũng sưu tầm được là mình dùng chanh với muối. Chanh với muối mình có thể là mình dùng một thìa nước chanh, mình trộn với muối, mình để dành đó, và mình chấm với lại kem, mình xài để mình thoa lên. Thì trong chanh nó có cái chất acid. Cho nên mình không có nên dùng thường xuyên. Cái gì cũng vậy, quý vị đừng có nên lạm dụng nhiều quá, tại vì cái sự lạm dụng đó nó cũng có thể làm thiệt hại đến cái răng của mình. Yes. Tại vì cái acid đó thì nó có thể làm mòn cái men răng và nó hư hại cái men răng, cho nên mình đừng có lạm dụng, mình xài nhiều quá. Lâu lâu mình xài một lần, và có thể mình xài có thể 1-2 giọt nước chanh trên cái bàn chải đánh răng. Đúng. Rồi chị sưu tầm được cái gì nữa không? Cách thứ ba là baking soda. Ok, baking soda. Bữa giờ là mình làm hơi bị nhiều về cái tác dụng của nó. Baking soda nó good lắm em. Yes. Cái baking soda, nếu mà quý vị thường thường trong cái kem đánh răng á, có những cái kem đánh răng nó cũng dùng cái baking soda nhiều. Yes. Lắm em. Mà baking soda, cái kem đánh răng nó có chất mà floor nhiều đó. Cho nên á, baking soda mình có thể dùng chung với kem đánh răng. Khi mà quý vị, cái bàn chải quý vị bỏ cái kem đánh răng lên, xong rồi quý vị bỏ một chút baking soda quý vị đánh lên. Tiện nhất là mình để một cái tray hay là một cái hộp baking soda. Đúng. Bên đó khi mình mà mình chấm lên cái xong rồi để lên mình đánh thì nó nhanh nó và remove, nó hiệu quả nó lắm. Nó remove những cái vết vàng trên trên. Nhưng mà quý vị nên nhớ baking soda nó có thể làm sạch những cái chất surface, thì nó cũng có thể làm cái răng mình, cho nên cái răng mình nó very sensitive, cho nên rất là cẩn thận. Khi mà mình sử dụng xong thì mình phải rửa sạch. Đúng, phải rửa sạch, đừng có để mà nó dính vô trong cái răng của mình, nó sẽ ăn cái răng nó mòn đi và nó mất hết nhiều cái chất men, thì nó sẽ không có tốt cho răng cho quý vị. Rồi cách thứ tư thì cách này nó rất là tiện và dễ lắm. Tức là mình có thể mình dùng trái dâu, trái strawberry là... và mình có thể cắn và mình ngậm đó trong một thời gian. Đúng. Khoảng chừng 5 phút. Phút thì mình những cái chất acid malic hả chị? Acid malic ở trong cái trái dâu đó thì nó có tác dụng là nó tẩy cái răng của mình cho nó trắng. Dạ, yes, thì quý vị cứ tưởng tượng có một cô nàng mà đẹp mà thoa một cái môi son thật là đỏ mà đẹp mà ngậm cái trái dầu mà để trong đó ha. Đúng. Nhìn vào rất là sexy, mà vừa tưởng tức dâu mà vừa được tẩy răng mà đâu có ai biết đâu. Đúng. Nhưng mà mình có thể làm một cách nữa là xay cái dâu ra cho nó nát ra. Rồi á thì cùng kem đánh răng, mình trộn với kem đánh răng. Nhưng mà cái này á thì nếu mà quý vị làm thì mỗi ngày mình phải làm, tức là trộn cái trái dâu này với lại kem đánh răng thì mình đánh lên thì nó cũng tốt lắm. Hay là mình trộn lại baking soda thành một cái hỗn hợp. Nhưng mà quý vị nên nhớ là trong cái trái dâu á nó có những cái hột, cho nên khi mà mình phải trà sát mạnh. Đúng. Quá đó thì nó cũng bị chảy cái men răng. Đúng. Cho nên mình cũng phải cẩn thận, và khi mà nó dính vào những cái kẽ cho nên mình cũng phải làm sạch, tại vì nó khi mà dính trong cái đó thì nó cũng không có, nó để lại. Đúng, nó để lại để cái vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở trong. Đúng. Đó thì cũng không có tốt. Không có tốt. Rồi cách thứ năm chị sưu tầm được cái gì? Là về giấm táo đó em. Giấm táo hôm bữa là quý vị cũng nhớ là khi mà mình sử dụng sink bị ngạt thì mình có thể trộn muối, giấm táo và baking soda. Dạ. Thì ba cái hỗn hợp này thì nó sẽ làm sạch cái ống cống. Dạ, thì cái này baking soda với cái gì nữa em? Giấm với muối. Muối. Ba cái cùng có khả năng. Đúng. Mà nó tẩy trắng cái răng mà. Đúng. Mình có thể mix, mình để sẵn ở đó.
em cứ tưởng tượng đâu, cũng ba thứ này nó có thể làm sạch cái sinh, thì cũng ba thứ này mà cái răng mình nó rất là sensitive, rất là mềm yếu, bởi vậy nó là best cho để mà mình dùng để tẩy răng đó quý vị. Nhưng mà quý vị nói thì Trâm đang cũng phải remind quý vị là đừng có lạm dụng nhiều quá, mặc dù nó rất là tốt, và cái này là Trâm đang thấy nó là best đó quý vị. Cho nên quý vị có thể ghi xuống cái sổ của quý vị rõ ràng nghe, để khi mà quý vị cần á, cái thấy cái răng nó hơi vàng vàng thì quý vị lấy cái sổ ra là quý vị sẽ áp dụng được ngay. Tùy theo trường hợp của mình, trong nhà mình có cái gì là mình sử dụng được. Nhưng mà Bảo Lê thấy á, là baking soda, muối và giấm, giấm dạ. táo là ba cái chất đó là dễ, very easy, ai very cũng thể easy. Làm được. Uh-huh. Một cách nữa là cách thứ mấy chị, cách thứ 5 hay thứ 6? Cách thứ 6 là dùng 6, cái vỏ cam. Vỏ cam. Vỏ cam, nhưng mà mình phải dùng cái mặt trong của đúng. Cái trắng đó. Thì cái này dễ lắm, phải không quý vị? Một lần quý vị ăn trái cam á, thì quý vị cắt ra phải không? Nhưng mà đừng có làm giữa public nha, quý vị làm ở nhà thôi, ở gia đình mình thôi. Thì khi mà quý vị cắt trái cam ra, cắt cái vỏ, thì mình lấy cái vỏ đó, cái phía trong đó quý vị, quý vị chà vào trong cái răng đó, nó giúp cho răng cũng trắng lắm. Nếu mà mình làm thường xuyên, răng nó cũng trắng lắm. Mà cái này thì không có hại gì hết quý vị. Cách thứ 7 mà Bảo Lê sưu tầm được là mình ăn mía thường xuyên hơn. Cái này là good ha, vừa được ăn và răng nó vừa được sạch nữa. Tại cái sơ của mía khi mình nhai á, thì nó có tác dụng đi lên đi xuống, và cái sơ đó nó có thể clean sạch cái răng của mình. Đúng. Đó cũng là một cách. Cách thứ 8 chị. Cái thứ 8 này á, thì Trâm đang nghĩ là chắc không có thịnh hành trên nước Mỹ đâu. Nhưng mà theo trên cái sự sưu tầm á, thì Trâm đang và Bảo Lê cùng xin chia sẻ với quý khán thính giả, đó là trái cau đó, là để mà người ta dùng để ăn trầu đó, là quý vị xẻ ra làm 4, thì quý vị lấy cái xác đó quý vị chà lên cái răng. Hồi xưa đó Trâm đang còn nhớ là mấy bà già thường ăn trầu cau để cho nó cái răng nó đen nó chắc phải không, thì bây giờ đây mình cũng dùng trái cau bỏ ra làm 4 thì mình xoa trên cái chị răng. Nói đó. Tới cái tục mà nhuộm răng đen hồi xưa, thì đó, hồi xưa đó. Của người miền Bắc của mình đó, là họ cũng có cái quan niệm là để cho cái răng đó, nó chắc và với lại sâu nó không có ăn răng cái đó. Đúng. Nhưng mà cái thời đó, cái thẩm mỹ của cái thời đó là họ nhuộm răng đen, còn bây giờ thì mình làm răng trắng chứ không có nhuộm. Nếu mà mình làm bây giờ chắc là nổi tiếng lắm phải không, khỏi tốn tiền, cái đó là dễ lắm phải không? Cũng không biết, nhưng mà khi mà Bảo Lê mà lên sân khấu mà cái hàm răng đen chiếu vô thì mình ta tưởng là mình răng bị rụng hết. Nhưng mà cái đó thì chắc mua ở Mỹ này thì mắc lắm quý vị. Cho nên là Trâm đang nghĩ là cái đó chỉ thịnh hành ở Việt Nam thôi. Xin quý nhưng vị. Mà cái thời gian lúc trước, thời xưa thì họ quan niệm như thế. Còn thời này thì mình không có còn cái tục nhuộm răng nữa. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tôi cũng làm được. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần thông tin thương mại.